thắc mắc không? Thực ra đó cũng là lý do lớn nhất Harry bị tai nạn là do Harry không có lo cho cái sức khỏe của Harry một cách thông minh, mình có thể nói vậy. Tại vì cái lúc đó Harry vừa xong một cái giai là học sinh, mà chỉ biết mấy học sinh bây giờ cơ thể của nó rất là ốm, nó không có nhiều thịt cơ bắp, nó phải ốm. Xong rồi em đang muốn giữ cái body đó, xong rồi em lại đi tập gym, em lại chỉ ăn rau luộc, trứng luộc không, phải đi tập gym. Xong rồi có một ngày nào em tập xong em chạy xe về nhà, xong rồi tự nhiên cái bác sĩ nói là cái huyết áp của em tự nhiên nó tụt xuống, em bị không thấy gì hết, màu đen. Xong rồi em chỉ biết là mười mấy phút nữa em dậy là em ngồi dưới đất, xong rồi người em máu không biết gì luôn. Xong rồi em xỉu. Lần thứ hai em dậy là thấy bác sĩ đang khâu cái mặt của em rồi, em có cảm giác là đang được khâu. Nó rất là sợ hãi. Em chỉ nghe y tá nói là bạn ơi, bạn tên là gì. Xong rồi em không biết trả lời sao luôn. Xong rồi em chỉ thấy bác sĩ đang khâu, xong rồi em xỉu tiếp. Lần thứ ba dậy là sáng rồi, em mới kêu y tá nói là liên lạc gia đình của Harry lên. Xong rồi ngày hôm đó kiểu thấy ba mẹ mình lên, thấy mình mà cái biểu cảm lúc đó nhìn thực sự Harry rất là đau lòng, Harry rất là đau khổ khi nhìn thấy mặt của ba mẹ mình sợ hãi, và mẹ kiểu không đứng nổi luôn, xỉu trước giường cấp cứu. Lúc đó Harry thực sự rất là buồn. Khi mà mình đang sự việc của mình nó đang đen lên rồi tự nhiên gặp phải cái tai nạn như vậy thì hai đứa có cảm thấy là xin sự việc chỉ nói vậy lúc thu được sự nghiệp em. Lúc đó thực sự thì đúng là em sau phim 4 năm 2 chàng 1 tình yêu thì Harry cũng nhận được thực sự rất nhiều dự án và quảng cáo. Harry không biết nói làm sao, Harry chỉ tại vì mọi thứ đã tới Harry rồi thì Harry chỉ có thể nghĩ nó là duyên vận. Và Harry học được một cái bài là phải take care cho bản thân Harry thực sự thật tốt, cho cái chuyện này không có xảy ra lần thứ hai nữa. Chứ mọi chuyện đã là quá khứ rồi thì Harry không có nói thêm gì nữa. Nhưng mà trong cái quá trình mà mình để mà nó sắp được trở lại như bây giờ thì mình có phải kiêng thêm hay là tại vì khi người ta để lành lại cái thương gì cảm kiêng mà cái mọi thứ á, cái khoảng thời gian nó sẽ diễn ra với hai anh em. Như Harry nói là cái hàm răng ở trên của Harry nó gãy hết rồi, nhưng mà bác sĩ nói rất là may mắn. Tức là cái sự may mắn thứ hai của Harry là cái răng của Harry hoàn toàn không bị gì hết, chỉ là không có được cắn mấy cái đồ quá cứng thôi. Cho nên 6 tháng đầu ở Đài Loan Harry chỉ được ăn súp với cháo. Bây giờ Harry vẫn đang tập luyện lại ăn đồ. Harry bây giờ ăn bên tay phải không à, bên trái Harry đang thử, bây giờ là ăn được tập phòng rồi. Mà bò kho, cái kho bò thì chưa ăn được, cái món thực sự yêu thích của Harry chưa ăn được. Mỗi ngày Harry cũng đang tập luyện cho nó có thể cắn lại như bình thường. Nhưng mà bên đây thì bác sĩ nói là nghiêm trọng lắm. Mắt hả? Nghiêm trọng, bác sĩ nói là Harry là một người may mắn nhất.